Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Trấn Thành có động thái gây xôn xao sau khi liên tiếp bay màu khỏi loạt game show đình đám. Trấn Thành là cái tên đình đám bậc nhất showbiz Việt. Từng có thời điểm anh chàng phủ sóng hầu như mọi nơi, bật kênh nào cũng thấy ông xã Harry Won. Tài năng của anh chàng là điều không phải bàn cãi, song những tranh cãi cũng như không phải là không có. Giữa lúc tên tuổi ngày càng phổ biến, Trấn Thành bỗng nhiên vắng bóng trong hai chương trình truyền hình từng gắn liền với mình là Thách Thức Danh Hài và Chạy Đi Chờ Chi. Với Thách Thức Danh Hài, Trấn Thành nhiều năm ngồi ghế giám khảo bên Trường Giang. Không ít người đánh giá cặp đôi này chính là một trong những yếu tố giúp chương trình ăn khách. Trong khi đó, Trấn Thành cũng là linh hồn của Chạy Đi Chờ Chi mùa 1. Phía nhà sản xuất hai chương trình không đưa ra lời giải thích nhiều về việc Trấn Thành ra đi. Phía Thách Thức Danh Hài cho biết nam MC quá bận bịu, nhưng tin đồn bên Chạy Đi Chờ Chi lại là anh vì muốn bành trướng thế lực nên đã bị cho bay màu. Trong lúc dư luận bàn tán không ngừng, nhất cử nhất động của Trấn Thành khiến mọi người chú ý hơn cả. Không như kỳ vọng, nam MC rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, không chia sẻ bất cứ quan điểm nào. Trên trang cá nhân, Trấn Thành cập nhật thường xuyên những bài đăng về cuộc sống hàng ngày, cùng vợ đi vui chơi ăn uống. Thái độ thản nhiên này khiến các fan của ông xã Harry Won cảm thấy an tâm hơn, biết chắc rằng anh vẫn ổn. Một số khán giả khẳng định, Trấn Thành rời Thách Thức Danh Hài và Chạy Đi Chờ Chi vì muốn nghỉ ngơi, sau đó tập trung cho việc khác. Cũng như Hoài Linh một thời, việc ở ẩn hạn chế tham gia game show là điều cần thiết sau quãng thời gian dài phủ sóng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.